vào người ấy. Rồi. Bắt đầu chưa? Rồi, lên nào. Đây là tác hại của thuốc lá nhá. Ừ, đây là tác hại của thuốc lá nhá. Cho gần đi. Nét đi. Nét vào. Xem xong video này ai đang hút thuốc thì hãy bỏ thuốc đi. Ờ, xem xong video này ai hút thuốc cứ thoải mái. Cái này đấy. Mà sợ chưa? Mà có dít đâu mà lên được khói. Đấy khói đấy. Chưa quyền. Đá đấy. Mà chưa đá. Rất là nhiều khói ở trong chai. Một điếu thuốc rất là nhiều khói. Ôi hút mẹ đâu. Ừ. Hút rêu. Đây đấy. Đấy đi. Và đây tượng trưng là phổi của những người đang hút thuốc. Ờ. Mày hút rồi đấy. Một điếu thuốc rất là nhiều khói. Quên chun thì là hút rêu. Ui đồ. Bây giờ tao trực tiếp cho mày cho xong. Thì còn mẹ tiếc. Đây là phổi của những người đang hút thuốc. Hút đi. Hút chưa to rồi. Không mồ. Để hết khói rồi. Để hết khói rồi. Sợ chưa? Úi. Đây là lá phổi của những người đang hút thuốc. Ừ, đây nào. Qua rất nhiều lớp vẫn còn váng bụi bẩn. Sợ chưa? Đấy, khuyên anh em ai hút thuốc thì bỏ dần đi. Mùi rất là khó chịu. Đấy, sợ không? Ok. Tắt đi. Tắt nhá.